trời. Ôi trời trời trời. Đưa ra thằng chó. Bà thấy chưa? Bà thấy Thiên cái chiêu bà sao như là hàng chửi tôi sao? Ừ? Anh ơi, khi nào anh có thể nào làm cái thuộc gì cho tôi đúng với anh không? Bây giờ bà chịu thua chưa? Giữ nghe lời tôi chưa? Vâng, tôi chịu rồi. Ok. Rồi, đứng nghỉ đi. Bây giờ là chấp nhận là thua khắc phục đúng không? Đúng rồi. À, chiều này là chiều gì vậy? Ôi trời. Gì? Ôi, ai vậy mà có mặt kìa kìa. Dạ, Lâm Nguyễn TV xin mến chào ông bà, cô bác, anh chị em. Lâm xin chúc tất cả ông bà, cô bác, anh chị em ngày mới tốt lành, thanh tâm an lạc, luôn luôn vui vẻ, trẻ đẹp, đặc biệt gặp nhiều may mắn cuộc sống. Thì ông bà bác ơi, trở lại khám phá những câu chuyện tâm linh, khám phá những nơi u ám ma mị có vong linh của bà giữ. Thì Lâm trở lại cái lò thiêu này. Thì cái lò thiêu này á, thì ngày hôm qua thì Lâm đã giúp được hai cái vong của hai quỳnh đệ, vị đệ tử của Thiên Ma. Thì hai người này cũng khá là nhây và khá là hung dữ, cho nên Lâm đã thu phục được và phiên căn họ về cho. Giờ này thì mặt trời ông bà bác thấy cũng hơi sáng, đúng 6 giờ đêm luôn, cho nên Lâm trở lại vào đây thì coi có cái dông nữa không, mình sẽ tìm cách mình giúp đỡ họ nha. Trời nó còn hơi sáng nha ông bà bác ha, đi ban ngày cũng được mà, giờ này tối chút xíu đâu sao. Trời, khu màu này nè, để mình đi qua dịch bên đây mình tìm. Thì hôm qua Lâm đã giúp được hai cái dòng xuyên mũi đó, nó về chùa đó. Tiếng gì đó, mình tiếp tục mình đi kiếm ra. Đêm thì không ít có ai ra đây lắm. Bây giờ mà không thấy gì cả. Ông Thiên Ma đâu kìa. Ôi, trời, Lâm thấy gì chứ kìa kìa kìa. Kìa nó. Ăn trắng đâu mà bắt. Ô, Lâm đi theo thử coi. Ai trời, tiếng hẳn lặng thẳng lặng ngay. Ôi gì vậy? Ai đó đang kêu gỗ gì? Ai vậy? Thôi người sao kìa, tôi đặt cái máy xuống rồi. Ai đó, xin chào ai đó. Ai vậy? Xin chào. Ai vậy trời? Một con đứng
Ai răng thử rồi. Tiếng gì mới nghe là mất tiêu rồi. Ai đó? Ngờ quỷ. Tôi có thấy đâu. Ôi trời 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 trời. Hết hồn. Ngờ quỷ, đến gì? Ôi. Trời trời. Đi trời. Gì? Ôi ai vậy ông ơi, có mặt kìa kìa kìa. Ai vậy trời? Xin chào. Ai vậy trời? Con đi lên khăn thứ rồi. Mới thấy rồi này. Ui. Như cái dòng đâu đằng kia kìa kìa kìa. Kẻ mở bắt nó mày đắng thế. Ô, mới thấy là mất tiêu rồi. Kìa kìa, trời trời trời. Xin chào. Ai đó? Là quỷ. Yeah. Người đến nơi này chắc có lẽ là người. Quỷ hả? Thế tôi bị gai đâm mà tôi gỡ gai á gai. Xin chào. Ai đây? Là quỷ. Hồ gì mới vô chơi rồi trời. Ra bán tiền ăn. Bà không bị chưa gì chân chơi rồi hả? Không giữ gì. Ông là ông mà đánh ra đây. Tôi hả? Tôi pháp sư nhớ siêu siêu. Bà là ai? Tôi là quỷ tinh luyện tà thuật. Luyện thật để làm gì? Luyện tà thuật. Để ta có thể là mãi mãi được trường sinh và mãi mãi được trường tồn. Trường tồn để làm gì? Trường tồn là có thể là làm bá chủ của những cái vong hồn yếu ớt ở đây. Vong hồn để cho bà hút linh lực hết rồi quá. Có lẽ là vậy. Trời ơi ghê vậy. Bà có băng phé băng đảng gì không? Có sư huynh đệ gì không? Có sư phụ gì không? Tôi hả? Tôi đang đi tìm tử muội và sư đệ. Nói chuyện lịch sự đi. Cái gì mà vô đánh nào ào ào vậy? Ta đang đi tìm tử muội và sư đệ. Nhưng mà tìm từ đêm hôm qua cho đến đêm hôm nay. Đi tìm mãi vẫn chưa thấy. Sư huynh đệ là một người mặc áo đỏ và người mặc áo trắng đúng không? Bạch mũi của ta là người mặc áo trắng. Còn mỹ đệ của ta là người mặc áo đỏ. Đúng rồi. Tôi đưa họ về chùa rồi. Nói ta sẽ liều mạng rồi dưới ngươi. Yếu và đặc liều mạng. Bà là cái gì của hai cái dòng đó, hai con quỷ đó. Nói với tôi không, tôi đánh vào hồn hay phải tán bây giờ nè. Ta là Tam Tỷ. Tam Tỷ hả? Tam con khỉ khô. Tôi chưa có làm gì bà hết trơn mà vô bà đánh làm mầm với tôi à. Sư mũi, sư đệ bà là tôi đưa về chùa rồi. Tu rồi chứ đâu có giết, đâu phải đánh hồn hay phải tán đâu. Mà bà cứ hung dữ với tôi vậy. Bây giờ như vậy, bà muốn chơi công bằng đúng không? Được rồi,
bà đứng yên ở đây, tôi kiếm vị trí nào đó đặt cho trống, tôi và chỉ điểm pháp thuật, ai thua là biết nghe lời người đó nghe chưa. Rồi, tôi Nếu như mà tôi thua, tôi sẽ trả cho hai người sư muội sư đệ đó, trả lại cho bà, còn bà thua tôi, bà phải nghe lời tôi và phải mà nói tôi biết là bà sư phụ bà là ai, nhưng mà còn đồng bọn còn bao nhiêu người nữa, hiểu không? Được rồi, mày đứng yên ở đây, tôi lại này, tôi kêu bà lại, bà phải ra nha. Tiền bà quá rồi, mà sẽ đi kìa. Tiền tôi bị gì nào, đấu thực cái bà mà được. Chỗ đó nó hẹp, bắt cái chân làm đạo, nó rất là nguy hiểm. Để mà đặt cái máy ở đây. Bà dân mặt với tôi, bà cái lú lú đỡ lú đắng kìa. Mà bà ra rồi, chơi bà một thằng mới được. Bà dám đấu với tôi, chơi luôn. Hôm nay chơi xả láng luôn. Đâu rồi? Ra đây. Đâu rồi? Bà quỷ ơi, ra đây đấu với tôi nè. Ôi, trời ơi, lợi hại vậy? Tôi hỏi lại coi bà là có phải là sư tỷ của hai cái dòng trắng hay dòng đỏ không? Bạch bạch quỷ bạch 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 tiết với quỷ áo đỏ đó, phải không? Đúng rồi, tao là tam tử của họ. Bây giờ như vậy, tôi không hại họ, nhưng mà tôi cái lòng tôi đến đây tôi giúp đỡ vong linh đi về con đường chính đạo thôi. Bà có chịu chấp nhận nghe lời tôi về con đường chính đạo không? À. Còn không thì bây giờ bà không chịu, bà ỷ bà là có sư phụ nghe nói thiên ma vậy đúng không? Đúng rồi. Bây giờ bà là, bây giờ hai người kia là còn ba người nữa, là còn hai sư huynh của bà nữa. Đúng rồi. Bây giờ thì tôi thì nếu mà như vậy thì tôi không muốn để lời nào nói. Bây giờ mình chơi công bằng, lịch sự, tri triển pháp thuật, ai thua thì người đó phải nghe lời đối phương. Nếu như tôi thua bà thì tôi sẽ rời khỏi đây và sẽ trả cho hai người đệ tử của bà, đúng không? Đúng. Còn nếu như bà thua tôi, bà phải nghe lời tôi. Đúng. Công bằng nha. Công bằng. Không có chơi ăn gian nghe chưa? Công bằng. Rồi bây giờ chơi nè, giờ tôi bắt đầu đó, bà muốn làm gì làm, tôi chấp trước vào một chiêu và đánh đi. Mà ông chắc tôi nói chiêu vậy, mạnh người nào đánh công bằng cho chấm gì, vậy tôi đánh bà lo bà đỡ nè. Rồi rồi, ông đánh thì tôi sẽ đỡ. Thập bát la hán. Ha ha, ta đã thoát một cái trưởng rồi. Cũng giỏi quá ha. Ta đã thoát một trưởng rồi, hỏi xem ta đâu. Như kim chỉ hả? Giỏi quá ha. Không còn nữa, thật rồi. Phải đánh hai chiêu không tới tôi nè. La hán thì tôi gắn. Ôi. Ha ha, chiêu thứ hai ta đã nữa thắng rồi. Ha ha. Hay dữ ta. Giờ tụi bà đánh lượt nha. À, chiều này là chiều gì vậy? Bà bị mình đánh một cái thật là bà
trốn luôn rồi. Sao cái dòng nào như đánh thua xong trốn không ta? Bà này là cái gì tỷ tỷ hả? Uống xương ông thiên ma đó hả? Công nhiều phép thực lợi hại tờ là hắn thiên ngắn thì thập bát la hán mình không sợ luôn. Thì ông bà bác ơi, bây giờ chỉ còn ngon cách duy nhất thôi. Rồi Lâm sẽ tiếp tục đặt bằng nghe thức ngay cái vị trí này. Đặt cái vị trí này cho cái bài dòng này đã dùng đi. Sau khi đó dùng xong rồi mình sẽ tìm cách nào đó mình giúp đỡ thôi coi. Có lẽ lạnh lẽo đối khác thế nào cũng ra dùng thôi. Trời khó phiên căn cái dòng này quá. Chỉ có là mình sẽ... Bây giờ để bà này rất là lợi hại. Bây giờ Lâm sẽ làm một cái thực cúng xong nó làm xong cái thực ấn ở trong cái bàn mâm cúng. Khi bà ra thì bà không ra được. Rồi chút xíu nữa là mình sẽ tự động mình ra mình phiên bà. Như vậy nha mà bác ha, còn phiên không được thì mình tìm cách giáo quá thôi. Như vậy nha mà bác ha. Rồi, đặt cái máy rồi đây kìa. Coi là mọi cái chỗ nào đặt cái máy không? Là chỗ nào được cái đặt cái máy không? Đây nè, làm cái đặt chỗ này luôn. Không biết ông bà mắt thấy làm không? Cái này bởi ông bà mắt thấy quen quen không? Vị trí ngày hôm qua đó. Sao vị trí này cũng là cái dòng này có chịu nghe lời mình không đây, đánh thua biến mất luôn. Vô nữ mà sao giỏi dữ trời. Bà này lợi hại hơn cái bà ngày hôm qua nhỏ hôm qua. Công nhận đi tử cũng thương ma này lợi hại thiệt. Mình không thu phục ổng là để ổng mà luyện thành công là coi như là ổng đào tạo đến đệ tử nhiều là mệt lắm nha mọi bác.
người dân đi ngang này người ta không dám làm gì luôn á. Tranh thủ nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Đại Bi Quán Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Anh Phật Bồ Tát, Nam mô Đại Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Đệ Tăng Bồ Tát, Nam mô các hương linh dòng hồn, đặc biệt là cái dòng cái cô gái này hãy đi dùng bánh cháy tôi giúp cho nha. Biết mình có giúp được. Mình nói gì thôi cho mình cầm nha xuống đi. Rồi, nó ra nó dùng làm sao mà. Bây giờ làm cũng không được nha. Lúc nãy ta đã bị trọng thương rồi, bây giờ nó còn vào ra cúng cái gì đây. Thôi trong lúc mà dưỡng thương mình sẽ dùng một ít vô người cho ấm dạ, để mình còn phải dưỡng thương đã. Trong lúc ngồi hưởng nhan khối mình sẽ từ từ dẫn công. Bây giờ mình sẽ hít thở cái không khí của cái nhang đèn này. Mình sẽ từ từ dọn công lực mình lại. Trong lúc mà mình dưỡng thương, mình sẽ hơ cái nhang khối này đã. Từ từ mình sẽ dọn công lại. Mình đã bị trúng thương rồi. Không ngờ cái tên tiểu tử này nó cũng lợi hại nhỉ. Trước giờ chưa từng có ai đánh tha ta, chưa từng có ai đánh thắng nổi qua ta, mà hôm nay ta bị trúng thương với cái tên tiểu tử này. Tuy rằng cái hương vị nó lạ lắm, nó khác với hương vị hằng ngày ta ăn, hằng ngày ta dùng. Hương vị thật lạ. Cho dù có lạ cỡ nào thì cũng phải dùng để có sức thôi. Ta sẽ cố ăn để lấy lại
lấy lại nội công của ta vậy? Mình sẽ dưỡng thương và lấy từ từ lấy nội công lại. Có lẽ ta sẽ cầu cứu Quỷ Dương thôi. Cầu cứu Thiên Ba thôi. Người hãy đợi đây. Hôm nay ta bị trọng thương rồi. Sư phụ của ta là Thiên Ma. Ta sẽ báo lại với Thiên Ma, ngươi sẽ thấy cái cảnh của ngươi. Bây giờ mình sẽ làm một cái thuật. Ta sẽ làm một cái thuật về báo với Thiên Ma là ta đã trọng thương rồi. Ngươi sẽ thấy cái cảnh của ngươi. Rồi, ta đã làm một cái thuật. Cái thuật này ta đã báo lại với Thiên Ma rồi. Người hãy đợi đây. Người hãy đợi xem cuộc đời của người. Ta đã làm một thuật xong rồi. Chắc bây giờ Thiên Ma cũng đã nhận được cái tin rồi. Khi mà cái tin này tới, Thiên Ma, ngươi sẽ thấy cái cảnh tượng hải hùng sẽ đến với nhà ngươi. Thôi, ta đã dùng xong. Thuật ấn ta cũng đã làm một cái thuật về đó lại với Thiên Ma rồi. Bây giờ ta lui ra thôi. Tại sao bây giờ ta không thể nào đi ra được chị? À, chết tôi rồi. Có lẽ nào hắn đã dụ ta không? Cái tên tiểu tử này, hắn đã dụ ta rồi. À, cái tên tiểu tử này ngươi dám dụ ta. Dụ cái gì? Ai mà dụ rồi? Ai mà dụ bà? Tôi chỉ tấn cho bà không có trốn mất thôi. Bây giờ có bà có nghe lời tôi khuyên không? Bà thua tôi nãy rồi đó, tôi sợ bà trốn đó. Giờ làm sao? Hay là bà còn chưa chịu khắc phục và muốn còn thử cái tài nghệ gì hơn nữa, những gì mà ông Thiên Ma ông dạy bà như thế nào? Bà có chơi hết toàn lực đối với tôi, nếu bà thua một lần nữa thì cuối cùng là bà phải nghe lời tôi nha. Rồi bây giờ tôi xả định cho bà ra khỏi khu vực này. Rồi, chích ra ngoài kia chơi bà. Rồi bây giờ tôi còn chi cuối cùng của Thiên Ma cùng là chuyện gì vậy? Cuối cùng có Thiên Ma ta đây.
Bà là thiên ma hả? Bà là đệ tử thôi, bà thiên ma đâu. Tôi nói kêu cuối cùng của thiên ma chữ vậy. Rồi mời bà đó. Kêu này của sư phụ thiên ma ta tỷ vợ đây, ta sẽ liều với ngươi tới cùng. Rồi. Còn một kêu cuối cùng đây. Rồi nghĩ gì nha mà bà. Ngũ tỷ xuất kêu. Ôi trời. Ôi trời 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 trời. Bà thấy chưa? Bà thấy thiên cái chiêu bà sao như là hàng chửi tôi sao? Ừ? Có khi nào anh có thể nào làm cái thuộc gì cho tôi đúng với anh không? Bây giờ bà chịu thua chưa? Chịu nghe lời tôi chưa? Vâng, tôi chịu rồi. Ok. Rồi đứng nghĩ đi. Bây giờ là chấp nhận là thua khắc phục đúng không? Đúng rồi. Chứ bà còn cái gì đâu? Ông nhận cái chiêu này lợi hại là cái chiêu gì vậy? Nãy mới nói chiêu gì? Ngũ tỷ. Ồ đánh một cái tôi ngã nghiêng luôn, muốn tổn thương luôn mà bác. Hên là làm dùng Như Lai thần trưởng, cái chiêu tôi dùng cũng rất là mạnh luôn, dường như là hết luôn rồi đó. Như Lai thần trưởng vậy là còn sư huynh. Còn sư huynh nữa, còn hai sư huynh với ông sư phụ nữa hả? Chà, chuyện này mình mệt nữa rồi ông bà bác ơi. Nhưng mà tạm thời tôi giúp trước ba. Thì bây giờ cho tôi hỏi là tại sao mà có ý định gia nhập vào cái ông thiên ma này để luyện tà thực? Để làm gì? Lúc đó khi cuộc sống đó tôi mất. Tôi mất và những năm đầu tiên tôi đi lang thang. Tôi đói khát, tôi đi lang thang. Đến một ngày tôi gặp những cái người mà đệ tử của thiên ma nó xúi dục tôi ra nhập vào. Cho nên những năm tháng đó tôi đói khát khổ sở quá, tôi nghe lời chúng. Cho tôi ra nhập vào đi, muốn gì được đó. Rồi chúng nó cứ nói những lời tin tai vào tai tôi nghe hay quá, cho nên tôi đã ra nhập vào cái đội thiên ma này. Là cái trong cái nhóm này là có được tổng cộng là 5 người đệ tử của ông thiên ma nhận, nhưng mà 5 người này công nhận rất là giỏi. Hai sư huynh muội của bà đã giỏi rồi, mà bà còn giỏi hơn. Tôi nghĩ hai ông kia nữa mà tôi trả lời nữa chắc cũng hơi mệt chứ hai ông đó. Về cho tôi hỏi chết em bao lâu rồi và tên gì, ở đâu? Tôi mất là 5 năm rồi. Ờ. Khi còn sống tôi ở bên Tây Bắc, đến nơi này. Năm nay nhiêu tuổi, tên gì ạ? Năm nay tôi vừa tròn 29 tuổi, tên là Ngọc Bích. Chà, chết đã mất 5 năm, 29 tuổi thì bà thôi về 34 tuổi ha. Thì là kêu tôi bằng anh đi ha. Thì tại sao lại bị, lúc nãy nói là bị thiên ma kêu gọi, giống như cái giáo hội của ổng á, là cái giống như cái tà thực ổng kêu gọi mình dụ vào đó, thì bà vô trong đó mà học luôn. Thì cho hỏi là lúc mình gia nhập thì có gia đình chưa? Chưa ông ơi. Trời ơi, còn con gái luôn ha. Trời ơi. Đúng rồi, cho nên tôi luyện rất là nhanh, nhanh tích thu lắm. Tôi luyện tới đâu là tôi tích thu đến đó, cho nên công lực của tôi càng ngày nó càng cao. Cho hỏi bà có bao giờ thấy ông thiên ma ổng thử sức với các đệ tử của ổng chưa? Và cái thực ẩn mà cái những cái thiên ma mà ổng luyện nó lợi hại cả nào bà đã thấy chưa? Tôi đã thấy rồi, ổng rất là lợi hại. Vậy hả? Ừ. Thì cảm ơn bà nói cho tôi, cảm ơn bà nói cho tôi biết để mà tôi sau này tôi phòng ngừa. Thì giờ bà đã thua tôi rồi, thì bây giờ theo ý nguyện của tôi là không phải là ép bà làm cái bất cứ điều gì cả. Tôi muốn bà trở về con đường chính đạo giống như tôi nè. Tôi là thực tà chính đạo, mặc tôi bình thường, ăn mặc bình thường, không phải như bà mà mặt mày như vậy. Cho hỏi là luyện cái thực gì mà có ăn cái con gì nuốt sống máu tươi gì con gì không, sao mà mỏ mồm máu me mà mặt cả mắt cái xanh lè vậy? Có, tôi đang luyện bên ngũ tị. Ờ, ngũ tị là cái đó mình phải dùng những con vật gì đó hả? Ngũ tị tức nghĩa là rắn độc. À, là ăn rắn độc đó hả? Đúng
rồi. Hiền chi như vậy là tôi phải nuốt chửng là những con rắn độc. Càng độc thì càng tốt, rồi liên càng được. Càng độc thì linh lực nó càng tốt. Ừ. Nghe nó cũng hợp lý. Cho nên hôm nay tôi đi tìm vị muội và tiểu đệ, vô tình gặp được ông nơi này đó, chứ tôi xui xẻo mới gặp ông. Trời ơi, bà gặp tôi bà hơi muốn chết luôn chứ ở đó mà xui xẻo cái gì. Tôi giúp bà về chùa tu là trở thành chánh đạo, con đường tốt. Hai cái người gọi là đệ với sư muội của bà thì tôi đã đưa về đó tu, tu chánh đạo và đang tu lành tu hiền, không còn công lực, không có luyện tà thật tà ma gì cả, đang rất là an vui và hạnh phúc, và ngày ngày dùng những đồ chay này và tu theo chánh đạo. Thì bà thì một người đã thua tôi cũng đã nói công bằng chứ không phải tôi không ép. Bà đã thua tôi thì tôi có lời yêu thương, tôi sẵn sàng giúp bà. Tôi theo đạo Phật chánh đạo đó. Bây giờ bà muốn tôi sẽ giúp bà về một ngôi chùa đó để mà tu, để mà bỏ đi cái quá khứ, bỏ đi những gì mà hiện tại bà đang có. Nhìn bà thấy ghê quá, có muốn tôi thẩm mỹ lại khuôn mặt bình thường, đẹp đẽ bình thường, sau đó rồi tôi sẽ giúp cho về chung với sư đệ, sư tỷ, ủa sư muội của bà. Chứ bà ở đây với thiên ma không ích lợi gì hết, với lại bà cũng đã hứa với tôi rồi. Bây giờ thì tôi sẽ làm thập mật thẩm mỹ, tôi làm một cái thật thẩm mỹ nữa cho bà khuôn mặt trở lại như xưa, tóc trắng không còn mặt như vậy. Nếu mà được á thì bà nghe lời tôi, bà đi theo hai sư huynh muội của bà nha, rồi hai sư đệ với sư muội của bà nha. Đồng ý không? Rồi tôi sẽ nghe. Bà đã nghe mới đi. Thẩm mỹ sao? Trời ơi, coi bà gỡ cái mặt bà lại coi. Ôi, hiện giờ ta đã hồi phục lại rồi à. Bà thấy pháp sư tôi hay chưa? À, mái tóc của tôi thật là đẹp, gương mặt của tôi thật là xinh xắn quá. Nhưng mà tôi làm cái thật hơi yếu, bà đánh tôi hơi mạnh tay lúc nãy một chút, nên cái thật tôi hơi yếu, có chỗ nó hơi bị đen một chút. Thông cảm nha, thông cảm. Rồi, không sao, không sao. Bây giờ thì bà nghe lời tôi chưa? Rồi, tôi đã nghe lời ông rồi. Nhưng mà chưa, trước khi tôi ông chuẩn bị đưa tôi đi, tôi thành thật cảm ơn, nhưng mà tôi có lỗi với ông quá. Có lỗi gì? Khi nãy ông đánh tôi trọng thương, tôi đã làm một cái thuật về báo cáo với thiên ma rồi. Trời ơi. Ủa trời. Tôi đã làm một cái thuật rồi. Có khi nào ông chạy ra đây. Ông đừng có buồn tôi nha. Không sao đâu, trước sau thì tôi cũng đi kiếm ổng à, không ổng cũng kiếm tôi, đường nào tôi cũng kiếm ổng hết. Tôi đã làm một cái thuật về rồi. Bây giờ thì có bằng lòng khi tôi giúp cho khuôn mặt đẹp trở lại như xưa, thì có phải là ngoãn nguyện khi mà tôi giúp cho về con đường chánh đạo, có phải chánh đạo mà khuôn mặt rất là đẹp không? Bây giờ bà còn cái thực ấn của thiên ma chỉ cho bà, bây giờ tôi lấy lại hết cái thực đó. Cảm ơn ông. Giờ tôi lấy lại hết cái thực thiên ma của bà, tôi cho bà tiếp tục một phần công lực của tôi để mà cho bà ấy như vậy nha. Rồi, được thôi. Thu linh lực. À, cảm giác như khó chịu quá. Rồi, tôi cho vào lại đây. Rồi. Tôi cảm thấy ổn rồi ông ơi. Ổn rồi. Giờ thấy con người nó sanh xa tâm, thanh tâm thì sao rồi? Thấy thanh thản nhẹ nhàng chưa? Rồi, ổn lại rồi ông ơi. Vậy thì về chung với sư đệ, sư muội mình. Sư đệ, sư muội bà giờ cũng giống vậy đó. Hiền khô dễ thương lắm, trời đất ơi, về đó tu ngon lành, tu mau chuyển kiếp thành người, không cần phải luyện tà thực tà đạo gì, khổ lắm. Ông thiên ma này cũng sai khiến, quá nhiều người mới nhận cái năm đệ tử mà giỏi vậy, nhận nhiều nữa chắc chết. Rồi bây giờ thì tôi đưa về chùa, đồng ý hay là có lời gì muốn nói không? Ôi, bây giờ tôi cảm ơn ông, lúc nãy tôi không biết đấu với ông một trận sinh tử, bây giờ tôi hiểu ra rồi, thì tôi sẽ theo ông về đó gặp tiểu muội và sư đệ của tôi vậy. Công nhận bà thiên ma giỏi thiệt, bà là đệ người đệ tử thứ ba còn mà mạnh cỡ đó, còn hai sư huynh đệ ổng nữa chắc tôi cũng mệt. Cảm ơn bà đã báo cáo với tôi biết, tôi cũng cảm ơn rất là nhiều. Thì cái đó là cái đức, cái phước của bà đó. Tôi không có hại họ đâu, mà tôi tìm cách giáo hóa họ sẽ về chung với ngôi chùa với bà, cho tổng cộng là 5 người, cả sư phụ của bà luôn là 6 người, tôi sẽ cho gì đó hết. Bà cứ chờ tin vui đi nha. Rồi bây giờ chắp tay niệm 6 chữ Nam Mô Phật tôi đi nha.
cảm ơn ông. Đúng. Trời đó ông bà bác ơi, cũng mệt luôn đó ông bà bác. Năm đã cố hết sức, cũng hơi mệt chút. Công nhận ông Thiên Ma này ông giỏi thiệt. Đệ tử người thứ ba mà vậy là còn hai sư huynh của bà với ổng nữa, là mình tìm cách nào này mình phải về ráng tu tập cho tốt và hỏi sư phụ có tìm cách nào trấn áp ông cái ông này không nha. Chứ rất là mạnh nha mà bác ha. Có 5 người đệ tử thôi mà người nào nãy giỏi quá, hai người kia đã nhây và giỏi rồi, nhưng bà này còn lại giỏi hơn, hai người kia giỏi hơn nữa, ổng nữa. Thì Lâm sẽ tìm cách nào đó liên lạc với sư phụ và nhờ sư phụ trợ giúp thêm những cái thực ẩn nó mới nhất nha mà bác ha. Không có gì hay để mình trấn áp ông Thiên Ma này chứ như vậy là rất là khó cho Lâm. Rồi, video Lâm sẽ kết thúc tới đây. Hẹn mà bắt tập video còn ngày mai Lâm sẽ trả lời và tìm coi còn ba người đó Lâm sẽ giải quyết và giúp họ giáo hóa họ về một con đường chính đạo để mà tu lành tu hiền chuyển kiếp thành người nha mà bác ha. Rồi như vậy nha mà bác ha, tạo thân việc của bà bác ha. Hồi nãy cái bà đi báo cho ông biết rồi, không biết làm sao rồi.